Xin chào quý khán giả quay lại với video tiếp theo nữa trên kênh của Gió Lào TV. Chào cả nhà nhé. Sau 2 ngày một đêm, 2 đêm một ngày ở Lai Châu thì sáng hôm nay anh em đã di chuyển đến địa phận đây là cuối của tỉnh Lai Châu, và đây chỗ này là anh em mình ở huyện Than Uyên, và bây giờ đang chuẩn bị đi sang bên Sơn La. Sang tỉnh Sơn La. Sơn La. Đúng rồi. Trên cùng đường di chuyển thì anh em đã đi qua rất nhiều những cảnh đẹp của huyện Than Uyên này. Nhưng mà tiếc một điều đó là Gió Lào lười quay các bác ạ. Thì bảo quay từ sáng đến giờ mà không chịu quay, đi xong gần hết cảnh đẹp mới bắt đầu mới bấm quay. Nhưng mà nó vẫn còn nhiều cảnh đẹp lắm các bác. Điểm đây phía trước là những cung đường gọi là nó giống như đèo luôn ấy. Đèo mèo uốn lượn. Đẹp nhỉ. Đây những ngôi nhà sàn này. Bên dưới này là chỗ này là gọi là khu vực gọi thủy điện bản vẽ. Nước xanh như sông Nho Quế nhá. Bạn không phải bản vẽ đâu, bản gì nhá? Bản vẽ. Bản vẽ. Đúng rồi, nước xanh như sông Nho Quế. Đẹp nhỉ. Nước xanh xanh trong veo luôn. Đúng rồi. Ôi, đây có những ngôi nhà. Đây để hỏi xem có cái vòi xịt không. Để anh xịt cái xe đi nhá. Dừng chân tí đã. Rồi. Chào cô ạ. Cô đây là người Thái hả cô? Thái đấy. Cô này là thuộc xã gì đấy cô nhỉ? Xã gì ạ? Mường Kim à? Mường Kim. Của Lai Châu à? Vậy đây vẫn đang là Lai Châu. Đấy, xe thì di chuyển ở trên đường. Nước này trên núi vậy hả cô? Hơi bẩn nên anh em thấy. Dạ, nó hỏng đi. Nó cạt cái thắng đi đấy. Sáng nước cái kiểu nước nguồn mà nhỉ, không phải nước bơm. Cho nó nặng còn nóng. Sáng giờ di chuyển liên tục luôn. Cô ở đây là người Thái đen này, Thái trắng hả cô? Thái trắng. Thái cô là người Thái trắng. À. Cô đang gội đầu ạ. Thế con xem nhà tí cô nhá, đây là nhà cô đấy ạ. À. Lán đó ạ. À. Mình ở đây thì mình làm thôi. Đây là phục vụ. À. Thế nhà của cô có gần đây không? Nhà của cô có gần đây không? Nhà ở của mình nhé, có gần ở đây không? Mường Kim. Vâng. Đây là một nhà, ngôi lán, nhưng mà kiểu trong kia thì nhà sàn, kiểu làm như nhà sàn. Anh nhà làng hôm nay thế nào, đỡ hơn chưa, đỡ ốm chưa? Mệt lắm, mệt. Tí anh ngồi ghế trước đi, em ngồi ghế sau cho. Nằm cho nó khỏe chứ không sẽ. Nằm á? Không phải say á, mệt rồi, sốt à? Trưa nay thế anh sụt xịt đấy. Tối nay tầm bổ cho anh, tầm bổ mắt đấy, trước đã. Ôi giờ nước nó đục thế nhỉ? Chiếc xe huyền thoại của anh Tú chạy khắp Việt Nam. Sắp tới là sẽ đi qua nước bản Lào luôn. À, ở đây có bể à cô? Ở đây cũng có vòi bơm à cô? Vòi bơm nó có, vòi to. Vòi xịt ý. Vòi xịt là vòi. Vòi xịt bằng máy bơm ấy. Không có. Không dùng máy luôn à cô? Dùng máy không có điện. À. Không phải dùng máy điện à, chỉ là cho nước nguồn vào thôi á. Đỡ đục hơn. Ôi, cả làng ấy một vòi thôi. Mở cái vòi đấy nhá. Vòi kia nó ấy hơn đấy. Nước nó nước mạnh hơn à? Nước nó sạch hơn đấy.
Chưa, từ từ à? Để tắt đi đã. Ở đâu nhỉ? Tắt đây, lau kia đã. Lau xà phòng đó. Bật giặt đấy. Cái đấy trong hơn hay sao nhỉ? Nước này trong hơn này. Khóa cái vòi này lại, gió nào? Khóa cái vòi này ở đấy. Em điều khiển vòi nước cho nhá. À, em điều khiển khóa nước cho. Nó được có cái vòi này to nhỉ. Để em bật nhá. Này. Thế thôi. Tắm cho chiếc xế yêu của anh Tú để đưa ba anh em tiếp tục hành trình lên đường qua Sơn La. Đi đất nó hay bám vào rồi. Đấy. Chơi nhau à? Mạnh quá. Nước ở đây là để mình bơm mình làm gì ấy cô? Cho xe tải lấy nước đi anh. À, để tưới quanh ấy. Ừ. Rồi. Nước mùi ấy nhỉ. Chưa ok chưa? Vòi này mạnh, nó sạch hơn. Vòi này nước nó ấy hơn, nó trong hơn. Chân bể to không cô? Đâu đấy là lấy chân chuối này chứ. Bể mà. Lấy chân chuối không? Bảo bà, cô bảo xây bể. Mà bể là mình tự xây hay là tự xây đấy. À nhà mình tự xây luôn ạ. Tưởng câu tưởng đâu là tập thể xây chứ. Thôi xong rồi lên đường đi. Let's go. Sau khi tắm cho em xế hầu xong thì tiếp tục lại lên đường. Ui nước rồi. Ui, xanh nước như đẹp sông Nho Quế ấy kìa. Phía trước kìa đẹp chưa? Đấy. Nó giống như cái vịnh ấy. Vòng vòng quanh này luôn ấy. Thủy điện dâng nước lên ấy. Nó dài đẹp nhỉ, nước xanh veo này. Trên bản đồ này mình nhìn là mình mới thấy được. Ở đây gọi là quốc lộ 279. Là con đường vành đai biên giới. Đây là quốc lộ 2, quốc lộ à? 279. 279. Bắt đầu vành đai biên giới, bắt đầu từ tỉnh Quảng Ninh. Là đi sang đến Lạng Sơn. Lạng Sơn rồi, Lạng Sơn đi qua Tuyên Quang. Nó qua mấy tỉnh rồi, Tuyên Quang qua Cao Bằng rồi. Yên Bái. Rồi mấy tỉnh luôn nhỉ? Thông từ dọc cái trục ngang ở phía Bắc này, gọi con đường vành đai biên giới. Có nghĩa là để phòng thủ biên giới, làm từ thời là một năm thời mình còn đang gọi là xung đột với Trung Quốc. Thế là lịch sử con đường làm ra là để đường này để chống tàu đấy. Con đường này địa hình cũng là hiểm trở, song song với núi như thế này. Nhưng mà công nhận hôm nay anh già làng thấy ấn tượng với nước màu xanh của nước ở dưới hồ ấy không? Như là sông Nho Quế nhỉ? Đẹp nhỉ? Màu xanh rất đẹp luôn.
đúng không? Đường 279 này là lúc nào cũng chạy men theo những cái sườn núi này này, một cái địa hình địa thế rất là hiểm trở. Mình hình dung giống như kiểu những cái sườn núi này là giống như cả bức tường thành ấy. Ừ. Đi xung quanh tường thành. Yên Bái này cũng có này, rồi sang bên này là Lai Châu này, rồi Điện Biên này kết thúc ở Điện Biên. À, quốc lộ này là kết thúc ở Điện Biên này. Sơn La xong rồi sang Điện Biên, đúng rồi. Thông các từ các tỉnh sang nhau ấy. Lào Cai. Dài nhỉ? Dài. Đây là bản làng của bà con người Thái này, sinh sống ở bên hồ. Người Thái cũng kiểu sống ở nhà sàn đây nhỉ? Đấy, nhà sàn đẹp chưa? Bên ngoài nó đẹp. Rất là mộc mạc đúng không? Đơn sơ. Giờ bà con lập Piero xi măng hết rồi. Có vùng thì bà con người Thái lập bằng cái gỗ pơ mu. Rất là hay. À, cái gỗ pơ mu kia là người Thái vẫn lập vậy? Đúng em rồi. Có người Mông thế chứ? Có chứ. Người Mông lập ít hơn người Thái. À. Đường này rất là đẹp nhé. Và cũng kiểu như yên bình luôn đấy, bản làng ấy. Đây bên này là có những sườn núi này, vách núi này, vách này cao nhỉ. Con đường này ít người đi lắm anh nhé, ít người biết gì đó. Người địa phương gần đây thôi chứ không. Chỉ người địa phương ở đây mới biết thôi nhỉ. Các lái xe rồi những người địa phương của hai tỉnh, người ta đi lưu thông sang tỉnh này sang tỉnh khác thì người ta biết rõ hơn. Giòn này rất là đẹp, nhìn phú quý nhỉ. Cái diện tích của cái hồ này rộng thật. Mình đi mãi từ nãy giờ mà chưa hết luôn. Chưa hết, chạy xe mỏi chân luôn này. Chưa hết. Hôm nay mình dừng chân ở một nơi này cũng rất là đẹp. Có thế nước này cũng xanh như này. Ồ. Đẹp như thế nào thì phải đến phần sau thì mới tiết lộ cho gió nào đến đấy thì mới thấy, mới hình dung được. Tầm khoảng chưa tiết lộ vội. Tầm khoảng bao nhiêu thời gian nữa thì anh em sẽ đến địa điểm đấy anh? À, mình cỡ tiếng 12 phút nữa là mình mới tới. Và tiếp tục anh em sẽ di chuyển tiếp đến địa điểm đẹp. Ui chị nhỉ. Len qua khe núi. Bên dưới vẫn là hồ. Hồ này rộng thật. Hồ này mình nhìn từ trên cao xuống chắc là đẹp lắm nhỉ. Đẹp. Hết sảy. Đường quanh co. Quanh co, quanh co. Quá quanh co luôn. Thấy không? Con đường mà gọi là có vị trí và đắc địa không? Rất là nhiều núi như kiểu những cái tường thành ấy. Nam mình thì gọi là rất là giỏi về chiến tranh du kích, cho nên là có những địa hình rừng núi bao nhiêu thì càng thích bấy nhiêu. Nhưng kiểu như hành quân thì rất là khó để phát hiện ra nhỉ. Chiến tranh nhân dân mà. Ui, kìa kìa, có cái bản làng sau sau kia không thấy đâu. Đấy, đối diện kìa. Được rồi. Xa bên kia bờ sông kìa. Anh bảo ước một ngày nào đó đi sang đấy mà cuối cùng hôm nay mình vẫn đang kế hoạch vẫn đang bị thay đổi nên là phải về sớm hơn đấy. Nhưng mà mình đến đây là nó cũng đang liền với sông này đúng không? Đúng rồi anh. Vẫn ở trên con à, sông này. Không khác, sông khác, sông khác. Đẹp nhỉ. Bên kia sông Đà. Tức là nó ở bên kia sông anh em mình thì đang đi di chuyển ở bên này. Đây là cái hồ mà. Hồ à, hồ. Mình còn 4-6 cây nữa mới đến cơ mà. Hồ. Đẹp lắm, bản làng kia đây rồi. Đấy, bản này đẹp cực kỳ luôn. Đẹp nhỉ. Những ngôi nhà được khang trang luôn. Đấy, trước đi ngang qua đây đúng không? Anh chưa khi nào đi qua đây hết đấy. Anh Tú đi qua đây nhiều chưa? Em đi qua 4-5 lần rồi. Ồ. Tuyến này là tuyến khác mà. Anh đi Mù Căng Chải chỉ đi qua Than Uyên thôi. Chứ còn chỗ này là anh chưa được đi qua bao giờ đâu.
Em đi qua đường này 4 5 lần rồi. Nhà sàn của cái này đẹp này. Cái này đẹp nhỉ. Là bằng máy tấm tôn. Chỗ này rất là nhiều núi chỗ này nhỉ. Địa hình này hùng vĩ không? Nó đẹp. Đẹp như kiểu tiên cảnh luôn. Này mà sáng mình đi sớm hơn thì chắc là mây vờn ở đây anh ạ. Sau một khung thời gian di chuyển thì anh em đã có mặt tại bên lòng sông Đà, đã đến địa phận của Sơn La rồi. Đúng rồi, đúng rồi, đến một lúc rồi. Đến một lúc rồi đấy. Đẹp không? Đẹp chưa? Mặt hồ phẳng lặng như tấm gương đúng không? Đấy. Không có gợn sóng gì cả. Hồ bên... hồ bên núi à? Anh em mình sẽ dừng chân ở địa điểm này à anh Tú? Đúng rồi, mình sẽ dừng chân ở đây ngủ gần bờ hồ luôn. Có những mấy lợp bằng cỏ xanh kìa. Nhà ở hay là cái gì nhỉ? Chỗ này hình như người ta làm chỉ để bán hàng thôi, chỉ lán thôi. Đẹp nhỉ? Ui. Đẹp đâu anh già làng ơi. Nó đẹp luôn. Ừ, quả dứa. Thích ăn quả đấy à? Hả? Có thích ăn không? Mai quay lại mua. Bây giờ đi quá rồi. Nên trên đây có nữa thì mua. Chắc khu vực này nhiều chứ. À. Mấy trái cây cũng nhiều đấy. À, có thuyền kìa nhỉ? Có. Quay kém quá. Đúng không? Ừ. Cầu đi. Báo Uân. Đẹp không? Đẹp chưa? Nhờ. Đấy, nhìn ngang kìa. Nó đẹp. Xem ngoài này, đẹp không? Ôi, lồng bè, lồng... Người ta nuôi cá đây đúng không? Đẹp chưa? Xa xa là những dãy núi kìa. Quá đẹp luôn. Chiếc cầu báo luôn. Đấy mình ở đây mấy ngôi nhà dưới đấy có du thuyền dưới đấy. Nghe không? Có thuyền trắng trắng ấy. Nghe không? Sao không? Mình qua hết chân cầu này là mình địa điểm mình dừng chân rồi. Cao thế luôn á. 100 mét luôn. Nhìn này là nhìn xa thôi nhưng nhìn thấy đây là đẹp chưa? Đẹp nhỉ. Ngôi nhà được lợp bằng mái cây cỏ. Homestay. Homestay. Mái vòm. Mái vòm. Có cô gái Thái đang đứng đợi anh già làng bên trong kìa. Chờ anh già làng kìa. Nghe không? Ôi, già làng ối rồi. Già làng ối rồi. Thoảng thấy đầu chưa? Rồi, ngồi đây. Xin chào anh già làng. Đẹp không anh già? Quá đẹp nhỉ. Tâm sự giữa hai người được không? Đẹp đôi hơn anh Ngọc nhỉ? Tâm sự giữa hai người được không? Trên một dòng sông.
Dòng sông này là mang tên là dòng sông dòng sông gì nhỉ? Sông Đà. Sông Đà. Sông Đà. Để cho tự nhớ luôn. Nhắc đi nhắc lại quay clip mấy lần rồi. Sáng thì anh em có di chuyển qua con cầu, chiếc cầu kia. Cầu đấy là cầu Báo luôn. Đẹp nhỉ? Dài. Gọi là cái cây cầu mà cái gì nhỉ? Trụ cao cao nhất Đông Nam Á. Ồ. Việt Nam mình giữ kỷ lục nhiều thứ nhỉ. Đó là thấy đẹp không? Quá đẹp luôn anh ạ. Cảm xúc như thế nào? Nhìn hai bên. Cảm xúc thật dâng trào đúng không? Dâng trào. Bây giờ không biết nó lăng không không hình dung ra được. Đến đây mới lần đầu tiên thôi nhưng mà thật sự rất là nhiều cảm xúc luôn. Rất là nhiều điều mới mẻ về phong cảnh này, con người này, đặc biệt là những người phụ nữ Thái ở đây rất là đẹp gái luôn. Nhìn mặc những bộ trang phục thật sự ra là anh rất thích là những cái trang phục của người Thái như em đang mặc ấy. Dạ. Trang phục của người Thái như em đang mặc em rất là thích. Đẹp. Rất là đẹp luôn. Và vóc dáng của người Thái cũng rất là... dài nữa. Vóc dáng dài đẹp. Người Thái rất là dài. Người thon thả. Eo thì nhỏ nhưng mà người thì dài. Đẹp. Rất là đẹp. Chuẩn dáng người mẫu. Người nhiều người cũng có chồng đấy mà cái eo vẫn nhỏ quá. Dạ, hay dạ. Nếu mà bây giờ cho mình chọn lựa được thì mình sẽ lấy vào người Thái. Nhưng mà Ngọc ơi, như mình có cái gọi là phương thức gì để giữ dáng được không? Chia sẻ cho mọi người xem. Cả thế giới như bắt tế này thôi nhỉ? Uống rượu nhiều. Mát đẹp, đẹp mát. Nào mà nước lớn nó ngập đến đây luôn à? Đến cái... nếu mà nước lên lên đỉnh thì thường thường mà trẻ con với cả người lớn ấy, ai là biết bơi, trẻ con người ta sẽ tự nhiên mà ngay cái đầu này nghĩa là nó sẽ nổi lên nước đấy, nó thường đọng theo nhảy cơ. À. Đấy. Từ cái đầu xuống à? Cầu kia mà sâu như thế này nhảy nguy hiểm lắm. Quá đẹp luôn. Nhìn bây giờ những cầu này. Cái cầu này được xây dựng bằng cái tông cốt thép vĩnh cửu. Cái này nhà xây dựng mới biết. Không đâu. Nói chung là gọi là vĩnh cửu rồi. Anh làm thêm bài hát gì đây đi, vài ba câu thơ đi, xuất khẩu thành thơ ấy. Nhìn có vẻ đẹp nhỉ, nhà hàng à? Nước xanh nhỉ? Xanh ngọc luôn. Màu xanh đẹp thật. Hay già làng bơi từ đây về được không? Sâu. Ôi ơi. Trời, đã là một cái trụ cầu này cao nhất. Cái trụ kia là hơn 100 mét kìa. Đây. Dài hơn 100 mét. Thì anh cứ bảo cái trụ nào cao nhất hơn 100 mét. Hai em mình thử ấy. Lên nhớ là trụ cao nhất là 100 mét. Nhưng mà tính được là nó trên kia. Ừ, quá khủng nhỉ. Quá khủng luôn chứ gì nữa. Anh cứ tưởng là nó chỉ tới cổ mình đấy. Bây giờ là còn khoảng cỡ 60 mét nước ở đây. Ừ. 50-60 mét nước ở đây. Từ đây lên kia tất tầm khoảng 30 mét chưa. Cái trụ cũng khủng nhỉ. Đây bây giờ mới nhìn thấy bên kia này. Ừ, nhìn xa thấy nó bé bé nhưng mà gần ở đây rồi. Ui xuột. Quá hùng vĩ luôn. Hướng về bên kia là đi Lai Châu à? Lai Châu ở Điện Biên.
nhập vào sông Hồng, chảy về biển. Và đây là địa điểm của anh em mình nghỉ ngơi ở Sơn La. Đó nào giao lưu với hai em đi. À đấy là kênh, kênh gió lào, giao lưu từng người đi. Không, đúng rồi. Hai người thì em uống ít hơn, còn anh thì uống người, cho nó tình người từng người một. Thế là em yếu là một người một thôi đúng không? Dạ. Chúc anh chị nha. Em thì cũng uống được nhiều luôn. Dưới này. Không uống được nhiều mà. Nhưng phải uống hết, đúng không? Cũng khá lo với từ không uống được nhiều đấy. Thì bây giờ em phải uống hết chứ, đúng không? Em á. Thôi thì mình tôn trọng lời mời thôi. Ông Hành nhá anh ạ. Ông Hành uống không khả được cá là được. Lá nào phải hết à? Đường nào này, bên này có em này chưa chồng này. Mời em chưa chồng đi. Em chưa thanh niên không, anh bảo bên kia kìa. Thanh niên kia là đang chưa vợ, cho nên anh bảo là mời em chưa chồng đi. Không phải thỏa thuận gì, nhưng mà nếu mà trong mâm rượu là phải có hai chén. Thì là thỏa thuận qua lại mà đúng không? Hai bên đấy là hai chén, cả hai bên đồng ý vui lòng mà đúng. Linh kìa, uống với Linh đi kìa em. Sao lại bây giờ đang ngồi đang nói chuyện với Linh rồi giờ này. Sang bên này. Này, anh giải thích lại như này. Có cái sừng trên đầu kia là có chồng rồi. Nghe nhá, nhìn như cái sừng kia có chồng rồi, phải tránh ra. Em đang phải đổi chỗ đây này. Còn em bên này là chưa có sừng ở trên đầu được. Em đang phải mua mặt bằng đây này. Không biết thì chỉ đi dọc đường anh đã nói rồi. Thế. Anh đã bảo rồi là ở Sơn La anh có mũ bảo hiểm là độc nhất vô nhị Việt Nam, là mũ bảo hiểm nhọn lên. Cái mũ bảo hiểm đấy là độc quyền của Sơn La rồi đấy nhỉ? Ở đây có đi dọc đường gặp mà. Nhưng mà nghiêm túc cười thế này không đem về đâu. Độc nhất vô nhị. Đúng rồi, lấy hành mày. Bản mình nó không thấy ai đổi. Đi dọc đường có. Thôi được, cầm lâu quá, đổi sang họ Nguyễn đi, Nguyễn Mạnh cầm đi. Em tên gì nhỉ? To lên hai đứa này nó giống nhau, đều rụt rè nhút nhát cả. Bảo sao chưa có người yêu giống như nhau. Đầy thuyền à. Nhà anh thì ở miền Trung, gần trong chỗ anh Tú ấy. Anh ấy là gần nhà quê Bắc Hồ, quê Nghệ An, gần nhà đây là cùng quê A Páo. Ở bản đâu này mấy đứa nó lấy chồng Nghệ An à, đấy ạ. Nhá. Bây giờ hát bài em có về với Xứ Ngại với anh không là em mới đồng ý là về luôn. Chở xe về luôn. Say rồi sao? Say gì? Giờ uống 3 chén. Anh có anh hát rất là hay nhá, nhưng mà em lại không thuộc lời. Hay gì? Có về Xứ Ngại với anh không? Ừ. Tí nó say vào nó mới hát được. Có lời mới hát được, không thuộc lời. Cháu chưa chưa chưa. Rất là hay chứ. Mà mỗi tội là không thuộc lời. Có bài mà em về làm dâu núi rừng á. Dạ, có. Em đúng rồi. Bây giờ không tiếng Nghệ An thì khác ở đây rồi, nhưng mà tiếng Thái thì Nghệ An thì chắc cũng giống ở đây mà. Thế cũng khác nhau. Cái rượu là uống rượu rồi đúng không? Lẩu. Lẩu rồi. Bây giờ Thái rồi Nghệ An chứ. Chúc khỏe nha. Cùng gió nào cũng đã dám mạnh dạn xin thông tin của em Linh, info của em Linh quét Zalo ấy, quét Zalo và trao đổi Zalo rồi được.
nó không lên. Cái này gì?